Khoảng 7 giờ sáng nay ngày 28 tháng 3, một vụ va chạm giao thông giữa một xe khách giường nằm và xe container đã xảy ra trên quốc lộ 1A đoạn qua địa phận của huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Đáng chú ý là sau cú đấu đầu này thì cả hai xe đã đâm vào nhà dân ở bên đường và đều bốc cháy dữ dội. Cụ thể, chiếc xe khách giường nằm 2 tầng mang biển kiểm soát 36B01423 chạy theo hướng Thanh Hóa Hà Nội, đâm trực diện vào xe đầu kéo container mang biển kiểm soát 34R01008, chạy ngược chiều rồi tiếp tục đâm vào nhà dân, khiến hai chiếc xe bốc cháy dữ dội. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động 4 xe chữa cháy cùng với hơn 40 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường, ngăn ngọn lửa lan sang nhà dân bên cạnh. Sau hơn 1 giờ, đám cháy mới được dập tắt. Vụ tai nạn làm xe khách cháy trơ khung, đầu xe container cũng bị thiêu rụi. Một phần nhà dân bị sập đổ, lo sợ đám cháy lan rộng. Một số người dân xung quanh đã chạy khỏi nhà và sơ tán tài sản đến khu vực an toàn. Vâng, chắc chắn rằng nhiều người sẽ băn khoăn là tại sao chiếc xe khách giường nằm đang đi lại đánh lái sang làn đường bên và để xảy ra một vụ tai nạn như vậy. Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường thì vụ tai nạn xảy ra là do tài xế của xe khách đã cố tránh một người đi xe đạp sang đường nên đã đánh lái và đâm trực diện vào xe container đi ngược chiều. Tuy nhiên thì nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn này vẫn đang được các cơ quan điều tra làm rõ. Vâng, trên một diễn đàn thì một người đã tự nhận là quê ở Thanh Hóa bức xúc, chia sẻ rằng là phải tìm ra người đi xe đạp và xử thật nặng. Chỉ vì cái sự bất cẩn của cái người đi xe đạp này khi mà sang đường mà đã gây ra hậu quả rất là nghiêm trọng. Người này cũng cho rằng ở quê anh mọi người coi quốc lộ, tỉnh lộ hay là huyện lộ đều như là ngõ của nhà mình nên là cứ thoải mái đi lại hoặc là qua đường và không cần để ý đến xung quanh có nguy hiểm hay không. Đã có không ít vụ tai nạn xảy ra vì lý do như vậy. Nhiều thành viên khác thì cũng đồng tình và thừa nhận rằng ở đâu cũng thế chứ không riêng gì ở Thanh Hóa.